Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo 18 giờ hôm nay ngày 18 tháng 11 năm 2022 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.vn. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 11, trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao ABEC 2022 tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam, Trung Quốc thời gian qua, đặc biệt là những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội 20 đã đề ra. Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 11, nhiều người dân có mặt tại trụ sở công an thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để trình báo việc bà NTML là tên viết tắt, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên đột ngột mất tích. Ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nam Phước, xác nhận bà L đã vắng mặt tại địa phương vài ngày qua và cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc người dân phản ánh. Theo các tiểu thương ở chợ Nam Phước, thời gian qua, gần 90% người buôn bán ở chợ tham gia chơi hụi với bà L. Người góp ít có nguy cơ bị mất khoảng vài chục triệu, người nhiều lên đến 1 đến 2 tỷ đồng. Không ít người cho rằng số tiền trong đường dây chơi hụi của bà L lên đến cả trăm tỷ đồng. Theo các tiểu thương, dù bà L đã rời khỏi địa phương từ nhiều ngày trước nhưng cách đây 4 ngày, người cháu gái của bà L vẫn đi thu tiền của bà con. Trong số các nạn nhân, nhiều người bán chè, bán sữa đậu nành. Có người khuyết tật gom từng đồng bạc lẻ tham gia hội do bà L làm chủ. Thưa quý thính giả, sáng ngày 18 tháng 11, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 1 Trang Tiên, Hà Nội đã diễn ra lễ tiếp nhận 10 hiện vật do Đại sứ quán Mỹ trao trả cho Việt Nam. Đáng chú ý, loạt hiện vật có niên đại lâu đời, đa dạng, nằm trong số hàng ngàn đồ vật. Hiện vật lịch sử đã được phía Mỹ thu hồi từ sự sở hữu bất hợp pháp của một công dân nước này trước đó. Các hiện vật gồm một rìu đá hậu kỳ đá, 4 hiện vật văn hóa Đông Sơn gồm 3 rìu đồng và một nồi gốm, 3 tượng cá sấu đá thế kỷ 1-2 sao công nguyên và 2 tẩu đồng từ thế kỷ 17-18. Hành trình phát hiện những hiện vật này bắt đầu từ năm 2013, khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI mở cuộc điều tra tại bang Indiana và phát hiện công dân Donald Miller, hiện đã qua đời lưu giữ trái phép nhiều bộ sưu tập cổ vật lớn, hài cốt của gần 500 người Mỹ bản địa và người nước ngoài. Ông này tự xưng mình là nhà từ thiện và nhà khảo cổ nghiệp dư. Thưa quý thính giả, trong 2 tháng cuối năm, nếu mỗi tháng đạt được mức tối thiểu 600.000 tấn, ngành gạo năm nay sẽ xuất khẩu 7,2 đến 7,3 triệu tấn, mức cao thứ hai trong lịch sử. Đặc biệt, hiện giá gạo Việt Nam được duy trì ở mức cao nhất thế giới, cách biệt so với gạo Thái Lan và Ấn Độ khoảng 20 đến 50 đô la Mỹ một tấn. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 713.546 tấn, tăng hơn 22% so với tháng 9 với giá trị đạt hơn 341 triệu đô la Mỹ, tăng 24%, trở thành tháng có lượng gạo xuất khẩu cao kỷ lục trong lịch sử ngành gạo nước ta. Tính đến hết tháng 10, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 6,1 triệu tấn, trị giá khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,4% về lượng và 7,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Thưa quý thính giả, Bộ đội Biên phòng Lào Cai cho biết vừa tiếp nhận 86 công dân do lực lượng biên phòng Trung Quốc trao trả, trong đó có một đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã từ năm 2014. Theo đó, 86 công dân này đều mang quốc tịch Việt Nam gồm 9 công dân nữ và 77 công dân nam, đến từ các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội. Các công dân khai nhận trước đó đã tự ý vượt biên giới sang Trung Quốc để làm thuê trong các cơ sở sản xuất thủ công tại tỉnh Quảng Đông, một số làm công việc đánh bắt cá thuê tại Triều Châu, Quảng Đông từ nhiều năm trước. Đáng chú ý, trong số các trường hợp được trao trả nêu trên có đối tượng Tạ Văn Sáng, sinh năm 1991, trú xã Minh Lộc, huyện Hưng Lộc, tỉnh Thanh Hóa là bị can bị cơ quan cảnh sát điều tra. Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã vào ngày 1 tháng 7 năm 2014 về hành vi hiếp dâm trẻ em. Sáng khai sau khi gây án đã bỏ trốn sang Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc làm nghề đánh cá thuê cho đến khi bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ và trao trả về Việt Nam. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã tổ chức xác minh lấy lời khai đối với 86 công dân này, sau đó phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý.
Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã phản đối các vụ phóng tên lửa liên tiếp gần đây của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa về hướng đông vào sáng cùng ngày. Phát biểu với báo giới bên lề tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ABEC 2022 tại Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Kishida cho biết tên lửa mới nhất dường như đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, phía tây đảo Hokkaido ở cực bắc nước này. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại do vụ phóng gây ra. Thưa quý thính giả, sau năm tiếng búa đánh dấu hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 lần thứ 17 tại Bali chính thức khép lại, Tổng thống Indonesia Joko Widodo có thể tuyên bố quốc gia Đông Nam Á này đã hoàn thành cương vị chủ tịch G20 năm 2022. Trong bối cảnh nội bộ chia rẽ sâu sắc và bị phủ bóng bởi hàng loạt cuộc khủng hoảng, từ xung đột Nga-Ukraine đến tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, khủng hoảng lương thực và năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, cùng lạm phát tăng vọt và biến đổi khí hậu, không chỉ trước mà ngay cả khi hội nghị đang diễn ra, nhiều ý kiến cho rằng hội nghị thượng đỉnh G20 khó có thể đạt được đồng thuận rộng rãi. Thậm chí kịch bản hội nghị có thể sẽ kết thúc bằng một bản tóm tắt của chủ tọa, trong đó ghi nhận và liệt kê các nội dung đã được thảo luận, thay vì một thông cáo chung hoặc một tuyên bố chung như thường lệ, cũng được tính đến. Thưa quý thính giả, sĩ quan cảnh sát cao cấp Bắc Hyeon, cảnh sát trưởng khu vực Dòng Sàng, đã bị cơ quan điều tra Hàn Quốc triệu tập để thẩm vấn hôm 18 tháng 11 liên quan đến vụ giẫm đạp Itaewon. Bà Bắc Hyeon, cảnh sát phụ trách khu phố Itaewon, đã bị bắt giữ với cáo buộc lơ là trách nhiệm dẫn tới thảm kịch khiến ít nhất 158 người thiệt mạng. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra xem liệu trước khi thảm kịch xảy ra, bà Bắc có lên kế hoạch ngăn ngừa một tình huống khẩn cấp khi có quá đông người tham gia lễ hội Halloween và có thực hiện đúng trách nhiệm để ứng phó nhanh chóng với sự cố hay không. Thưa quý thính giả, hàng ngày bốn thầy giáo vẫn miệt mài gieo chữ cho những học sinh người Hơ Mông trên đỉnh núi Sài Khao quanh năm sương mù bao phủ, thời tiết khắc nghiệt. Bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa với 100% dân số là người Hơ Mông. Dù chỉ cách trung tâm huyện khoảng hơn 30 km nhưng đường xá đi lại vô cùng khó khăn do mưa lũ làm sạt đường, chưa có điện lưới quốc gia, chưa sóng điện thoại. Thế nhưng tại điểm lẻ tiểu học Sài Khao thuộc trường tiểu học Tây Tiến, hàng ngày vẫn có bốn thầy giáo miệt mài cõng chữ lên non. Câu chuyện đến với nghề giáo của các thầy khiến bất cứ ai cũng phải cảm phục. Sinh ra trong gia đình người Hơ Mông có 16 người con, 10 gái và 6 trai nên ngay từ nhỏ thầy Hơ Văn Bó, sinh năm 1994, quê xã Bù Nhi, huyện Mường Lát đã có mong ước lớn lên sẽ làm giáo viên tiểu học để truyền đạt kiến thức cho học sinh vùng cao như mình. Sau đó nhờ có sự động viên, ủng hộ của gia đình mà chàng thanh niên Hơ Văn Bó thi đậu vào khoa giáo dục tiểu học, Đại học Vinh. Sau khi ra trường thì thầy giáo Bó về công tác tại điểm lẻ Sài Khao. Thưa quý thính giả, chùa Địa Tạng Phi Lai Tự, tên ông còn gọi chùa Đùng Tọa Lạc ở thôn Linh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm đang dần trở thành điểm nhấn về du lịch tâm linh ở Hà Nam. Cách Hà Nội khoảng 70 km, chùa Địa Tạng Phi Lai Tự nằm trọn trong lòng dãy núi Phi Lai, thôn Linh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Chùa tựa lưng vào núi, núi mang thế ngai vàng, hai bên là tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ. Du khách lần đầu đến thăm chùa sẽ không khỏi bất ngờ vì phần sân dẫn vào chùa đều được trải sỏi màu trắng thay vì lát gạch đỏ như những ngôi chùa khác. Cách bài trí của ngôi chùa cũng rất khác biệt. Ngay trước khu tổ đường, 12 vòng tròn được vẽ trên nền sỏi tượng trưng cho 12 nhân duyên của con người. Sỏi trắng mang ý nghĩa của sự thiền định. Dạo trong khuôn viên chùa, nhìn những viên sỏi trắng tinh khiến cho lòng người trở nên thanh thoát. Trong đó, tượng Đức Địa Tạng toát lên sự phúc hậu song vẫn mang vẻ uy nghiêm, được đặt trong tổng thể kiến trúc hài hòa lấy màu nâu, vàng, trắng làm chủ đạo. Đặt chân đến nơi đây, dường như mọi muộn phiền âu lo đều tan biến, thay vào đó là cảm giác tiêu dao tự tại như đang lạc bước vào chốn bồng lai tiên cảnh. Thưa quý thính giả, Florence là nơi phải đến dành cho những ai quan tâm đến nghệ thuật. Là nơi có hàng chục bảo tàng và di tích tuyệt vời, thành phố nhỏ này có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc tráng lệ. Ngoài nghệ thuật và kiến trúc, Florence còn có rất nhiều thứ để trải nghiệm. Nơi đây sẽ là một thiên đường ẩm thực, và nếu bạn yêu thích món bít tết Chianti hoặc Tibon, hãy thử nó. Từ các quán bar phục vụ cốc tư sành điệu đến các quán ăn do gia đình tự quản, ẩm thực ở đây rất phong phú. Điều này có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên đối với một thành phố luôn tự hào về lối sống La Don Vita, có nghĩa là cuộc sống ngọt ngào. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ sáng mai. Thân mến chào tạm biệt.